Ủy ban Nhân dân phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng mới đây có báo cáo liên quan việc vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn liên quan một cán bộ có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân phường Đằng Lâm đã phát hiện vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp nên đã yêu cầu dừng thi công. Qua xác minh nguồn gốc đất thì vị trí trên là đất trồng màu, đất trồng cây hàng năm, chủ sử dụng là ông Phạm Văn Kế. Khi làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường Đằng Lâm, bà Trần Thị Hải Bình ngỏ ý gửi tiền mong được tạo điều kiện sửa chữa công trình. Nhưng khi cán bộ phường không đồng ý liền quay ra sừng cổ xưng hô mày tao và có nhiều lời chửi bới, đe dọa. Bà Bình bức xúc hỏi, đưa tiền chúng mày không nhận, chúng mày không thích tiền thì chúng mày thích gì? Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 14 tháng 6, bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin sự việc bà Trần Thị Hải Bình có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực của người đảng viên, công chức. Theo đó, Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra, xác minh và xác nhận người trong đoạn video là bà Trần Thị Hải Bình, hiện đang công tác tại Chi cục Văn thư, Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Hải Phòng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã họp tập thể lãnh đạo, cử người làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Đằng Lâm cũng như làm việc với toàn thể Chi cục Văn thư, Lưu trữ, yêu cầu bà Bình viết báo cáo tường trình cụ thể. Tuy nhiên, bà Bình và gia đình có đơn xin nghỉ ốm nên đơn vị đang chờ hết thời gian điều trị bệnh sẽ tiếp tục xem xét, xử lý theo đúng quy định.